Chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thanh Đa, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật từng những giải mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng giao dịch Make Global. Ngày hôm nay chúng ta có một cái sự kiện rất là đặc biệt đến từ Make Global dành riêng cho thị trường Việt Nam. Đó là sự kiện P2P ưu đãi đặc biệt giảm giá 15%. Trong sự kiện này thì anh em sẽ được mua USDT với giá giảm 15% ở trên nền tảng MAKE, thông qua việc là các bạn giao dịch với những thương nhân độc quyền trong sự kiện. Ở đây thì trong sự kiện ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là thương nhân Hảo Hâm chính là thương nhân sẽ giao dịch với anh em, và anh em sẽ để ý thấy một dấu hiệu ở trên sàn, đó là giá của USDT được giảm giá đột ngột về giá là 20.900, và một mức giá lệch rất là lớn so với những thương nhân hiện nay đang bán USDT trên sàn. Và anh em có thể mua tối đa là 50 đô ở trên trong cái sự kiện này. Và sự kiện này nội dung như sau: thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ từ lúc 9 giờ đến lúc 22 giờ thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, tức ngày hôm nay. Người dùng giao dịch P2P lần đầu tiên sẽ có cơ hội mua USDT với chiết khấu giảm tới 15%. Và như anh em để ý hôm nãy là mức giá là 20.900, một mức giá rất cạnh tranh, rất đặc biệt, và chỉ có riêng ở nền tảng MAKE hiện nay thì mới có cái mức giá đặc biệt như thế này. Và số lượng của USDT được bán ra sẽ có hạn, chính vì thế anh em cần phải nhanh tay trước khi mà sự kiện kết thúc và số lượng ưu đãi mỗi tuần được bán hết, thì anh em cần phải thật nhanh. Và sự kiện này mình xin nhắc lại, đó là dành riêng thị trường Việt Nam. Và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hướng dẫn cụ thể về cách mua P2P đối với cái sự kiện ưu đãi giảm giá đặc biệt này anh em nhé. Thì ở trên app chúng ta sẽ ấn vào phần chọn phần giao dịch này. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào P2P. Thì các cái bước liên kết và các cái bước mua bán thì mình cũng đã có video hướng dẫn anh em rồi, thì mình sẽ không nhắc lại bước mua liên kết nữa. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn luôn anh em cách chúng ta mua. Đấy. Ok, thì ở đây các bạn lưu ý là để có thể là giao dịch mua bán với thương nhân thì chúng ta sẽ cần phải hoàn thành liên kết số điện thoại và KYC xác minh danh tính, tài khoản chưa giao dịch ở trên P2P lần nào anh em nhé. Ở đây các bạn thấy có rất nhiều thương nhân ở đây, và chúng ta sẽ chọn vào thương nhân có giá thấp nhất ở đây, các bạn nhìn thấy không ạ? 20.900 chính là thương nhân mà chúng ta cần tìm. Chúng ta sẽ ấn vào nút mua này. Ở đây thì các bạn được mua tối đa là 50 đô, chúng ta có thể mua được với số tiền bỏ ra là 1.045.000 anh em nhé. Chúng ta vào mua USDT này. Đấy, thì khi chúng ta mua thì các bạn nhớ là chúng ta không ghi thêm bất kỳ ghi chú nào anh em nhé. Bây giờ các bạn sẽ mở app ngân hàng ra, chúng ta sẽ tiến hành thanh toán. Sau khi chúng ta đã chuyển tiền xong thì các bạn sẽ ấn vào nút là tôi đã hoàn tất thanh toán. Các bạn sẽ chờ đợi người giao dịch của chúng ta sẽ nhả tiền. Còn nếu như người giao dịch chúng ta không nhả tiền thì các bạn ấn vào gửi khiếu nại anh em nhé. Có một cái nút gửi khiếu nại ngang đây này. Khi chúng ta thực hiện lệnh thì các bạn tuyệt đối không ấn vào nút hủy nha anh em nhé. Khi chúng ta đã xác nhận thanh toán không ấn nút hủy, nếu anh em ấn nút hủy ấy, thì thanh toán ra nó sẽ bị hủy luôn đấy, và thương nhân có thể là bùng luôn đó. Thì để tránh cái trường hợp gặp những sự cố như thế này thì anh em nhớ là chúng ta ấn xác nhận thanh toán và chờ thương nhân nhả tiền thôi nhé. Ok, anh em sẽ thấy là chờ một lát thì thương nhân sẽ nhả tiền cho ta. Khi các bạn tham gia sự kiện này, mình cũng lưu ý là vì chỉ có một số thương nhân được tham gia vào sự kiện này thôi, cho nên là sẽ xảy ra một cái tình trạng, đó là nhiều anh em sẽ phải chờ khá lâu để có thương nhân duyệt. Anh em đừng lo, thấy hết thời gian đếm ngược thì lệnh của anh em vẫn được hoàn thành em nhé. Anh em sẽ chờ đợi, anh em cứ để lệnh nó treo thế này đó. Các bạn có thể để lệnh nó treo thế này và chờ đợi, chắc trong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ thì thương nhân sẽ xác nhận lệnh chúng ta, và anh em hoàn toàn yên tâm, những cái thương nhân này, những thương nhân uy tín được bên Make bảo đảm, nên anh em không sợ cái vấn đề là scam các thứ đâu. Đấy. Anh em cứ yên tâm nhé. Đó. Ok, và ngay lúc đây thì các bạn có thể ấn vào chuyển quỹ về VSpot để các bạn có thể chuyển cái số tiền các bạn vừa giao dịch với thương nhân về VSpot anh em này. Đấy. Chúng ta có thể chuyển luôn về VSpot. Và anh em có thể mua bán giao dịch ở trên sàn như bình thường anh em nhé. Ok, vừa rồi thì admin đã hoàn thành xong video chia sẻ và hướng dẫn cho anh em cách tham gia vào sự kiện P2P đến từ nền tảng MAKE.
Hy vọng là đối với sự kiện giảm giá 15% này thì nhiều anh em trên kênh chúng ta sẽ có thể mua được USDT với giá giảm giá. Và xin lưu ý với anh em là sự kiện sẽ diễn ra vào thứ tư hàng tuần từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.